Nấu lá nước tía tô cho bà để tắm an toàn và hiệu quả. Tắm nước lá tía tô có tác dụng làm sáng da, hạn chế lão hóa, giảm vết nhăn, nám và cải thiện tình trạng da không ngứa ở các mẹ sau sinh. Tía tô là loại rau phổ biến, giúp tăng hương vị cho nhiều món ăn. Theo Đông y là tía tô có tính ấm, chứa tinh dầu được dùng để chữa ho lạnh bụng đầy hơi. Đặc biệt là tía tô có rất nhiều công dụng với bà bầu và mẹ sau sinh. Vậy mẹ đã biết cách nấu lá tía tô cho bà đẻ, tắm như thế nào để mang lại những lợi ích tuyệt vời chưa? Nếu chưa, cùng tham khảo bài hướng dẫn và một vài lưu ý về cách dùng sau. Tâm bằng là tía tô có tác dụng gì? Tía tô là một loại cây thảo phát triển mạnh mẽ tại vùng khí hậu nhiệt đới, lá màu xanh tím với mét răng cưa đặc trưng. Cũng là loại rau ăn kèm không thể thiếu của nhiều món ngon ở các nước theo phương pháp dân gian. Lá tía tô dùng để tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm và chống lão hóa da. Tại nhiều nước trên thế giới, tía tô được sử dụng để sản xuất mỹ phẩm như sữa rửa mặt kèm dưỡng ẩm. Phương pháp tắm trắng bằng tía tô bắt nguồn từ Nhật Bản. Phụ nữ Nhật hay dùng nước này để tắm nhằm phục hồi da khỏe mạnh, mịn màng, tăng sức đề kháng. Hướng dẫn cách nấu lá nước tía tô cho bà đẻ. Lá tía tô được sử dụng nhiều cho phụ nữ sau sinh. Sau sinh các mẹ nên tắm lá tía tô vì nó chứa các thành phần tốt cho sức khỏe như vitamin canxi, canxi, sắt. Dưới đây là những chia sẻ cách nấu lá nước tía tô cho bà đẻ tắm chuẩn nhất. Canh và lá tía tô rửa sạch, cho vào nước đun sôi khoảng 15 phút. Dùng nước lá tía tô đã đun sôi ở trên, pha thêm nước lạnh vào và tắm 2 đến 3 lần trên một tuần. Tắm nước lá tía tô giúp làm sáng da, hạn chế lão hóa, giảm vết nhăn, nám và cải thiện tình trạng da không ngứa. Ngoài ra, mẹ sau sinh cũng có thể giã nát lá tía tô để đắp lên vùng da có mụn để giảm sưng, kháng viêm mờ nốt mụn. Những lưu ý quan trọng cho bà đẻ khi dùng lá tía tô. Mẹ cần lưu ý một số điểm sau để dùng lá tía tô an toàn và hiệu quả. Tác dụng của lá tía tô với sản phụ thường khá chậm, vì vậy mẹ sử dụng phải kiên nhẫn mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Khi dùng lá tía tô để nấu nước uống hoặc pha nước tắm, mẹ nên rửa sạch từng lá để loại bỏ bụi bẩn hoàn toàn. Nước lá tía tô sau khi nấu xong mẹ nên uống trong ngày. Nếu để càng lâu, các dưỡng chất trong nước sẽ mất tác dụng. Uống nước lá tía tô trước khi ăn 30 phút để cho hiệu quả tốt nhất. Không dùng nước lá tía tô uống thay nước hàng ngày. Uống nước lá tía tô quá nhiều có nguy cơ tăng huyết áp, mệt mỏi, trăng vàng, táo bón. Nếu mẹ đang bị tiêu chảy, không nên uống nước lá tía tô vì có thể khiến tình trạng trở nên nặng hơn. Tác dụng của lá tía tô với bà đẻ còn phụ thuộc vào yếu tố cơ địa, sức khỏe, liều lượng và cách dùng. Do đó mẹ chỉ nên coi việc dùng lá tía tô như dược liệu hỗ trợ chứ không phải phương thuốc điều trị chính. Tinh dầu trong lá tía tô có thể gây dị ứng với một số người. Thế nên khi áp dụng cách nấu nước lá tía tô cho bà đẻ tắm hoặc đắp trị mụn, mẹ nên thử trước với một vùng da nhỏ ở tay để kiểm tra dị ứng. Mẹ sau sinh có thể làm theo cách nấu lá nước tía tô cho bà đẻ tắm an toàn để nhận lại một số lợi ích tốt nhất. Cách nấu lá tía tô rất đơn giản, nhưng lưu ý mẹ chỉ nên dùng với lượng vừa phải, không lạm dụng vì dễ gây tác dụng phụ không mong muốn. Chúc các mẹ thành công khi dùng nước lá tía tô để thư giãn, bảo vệ hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, chống viêm, làm đẹp, giảm cân trong thời gian ở cữ sau sinh nhé. Cảm ơn ba mẹ đã đón xem. Hãy nhấn like, share để chúng mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé.